Dương. Em biết anh là vừa làm ca sĩ vừa làm một nhạc sĩ cho nên hội đồng nghệ thuật của anh có những cái khó khăn và những cái động lực nào để phấn đấu để đạt được nhiều giải thưởng như vậy? Có làm vỗ tay ạ. Câu hỏi rất là dễ thương của bạn, những tràng vỗ tay của các bạn vừa rồi là động lực đấy ạ. Cũng như là anh Long vừa chia sẻ với lại tất cả các em, tức là những người khuyết tật nói chung, đặc biệt là những người khiếm thị, khi mà học nhạc thì cũng có những cái khó khăn. Bọn mình không nhìn thấy những cái nốt nhạc trên hình khung nhạc, thì thường Hà Trương phải lấy cái bài nhạc đó và đem về nhờ các bạn bình thường đọc lại để cho mình chép lại bằng chữ nổi, sau đó thì sờ vào chữ nổi mới đánh đàn tiếp. Và khi mà sáng tác cũng vậy, thì đầu tiên thì Hà Trương viết bằng chữ nổi, sau đó thì đọc lại cho một bạn chép bằng máy tính, có nghĩa là nó phải qua một khâu trung gian, nghĩa là thời gian mình làm việc phải gấp đôi các bạn. Là nếu như mà các bạn cũng vậy thôi, mỗi người đều có những cái hoàn cảnh riêng, đều có những cái khó khăn riêng. Nếu như mà mình có sự quyết tâm và có thì từ đó mình sẽ có động lực để mà phấn đấu và sẽ thành công. Cảm ơn lời câu trả lời của anh, và em sẽ thay mặt các bạn ở đây chúc anh ngày một thành công trong công việc sự nghiệp của mình.